Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh nơi lưu giữ những món ăn gia đình đơn giản và dễ thực hiện. Bạn đang cần tìm một cách làm nước lẩu cho những ngày Tết, những ngày đông như thế này. Công thức nước lẩu này rất ngon, dễ thực hiện, không cần sử dụng nước hầm xương nhưng vô cùng ngon và hấp dẫn, không kém gì ngoài cửa hàng. Nào hãy cùng vào bếp với mình, đảm bảo các bạn sẽ rất thích cách làm này. Nước lẩu này rất phù hợp với những nguyên liệu như là thịt bò, thịt trâu, hải sản. Còn gà thì sẽ có công thức khác để chia sẻ tới các bạn sau nhé. Trước tiên mời bạn xem qua những nguyên liệu cần chuẩn bị cho món nước lẩu này. Bạn sẽ cần một quả ớt chuông như thế này, cỡ 150 g, có thể lựa quả lớn hơn nếu như cần làm nhiều hơn nhé. Các bạn sẽ cắt bỏ phần đầu và hạt ở phía trong quả ớt. Ớt chuông có độ giòn, ngọt và quan trọng là tạo màu sắc đẹp cho phần nước dùng. Bạn sẽ chia ớt chuông này làm đôi, sau đó cắt một nửa hình múi cau, một nửa còn lại các bạn thái hạt lựu nhé. Và đây là toàn bộ phần ớt chuông mình có, mình sẽ để sang một bên. Tiếp nữa là cà chua. Cà chua này các bạn sẽ thái hạt lựu. Cà chua giúp cho món ăn có độ chua vừa phải, màu sắc đẹp mắt. Nếu không thì các bạn có thể thay thế bằng 40 g tương cà. Và đây là toàn bộ cà chua mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Bây giờ các bạn sẽ cần sử dụng 30 g hành khô thái nhỏ và bằm nhuyễn. Hành sẽ tạo cho nước lẩu có mùi thơm rất đặc trưng. Và đây là toàn bộ phần hành mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Tiếp nữa là tỏi, các bạn sẽ thái tỏi và bằm nhuyễn. Tỏi là một trong những gia vị giúp cho món ăn được dậy mùi thơm và đặc biệt là thịt bò hay thịt trâu khi ướp cùng sẽ rất ngon. Và đây là toàn bộ phần tỏi mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Bây giờ các bạn sẽ sử dụng 200 g thịt bò ăn lẩu thì nên lựa chọn loại thịt thăn, thịt này mềm, không dai và có độ ngọt. Thịt bò các bạn thái mỏng ra. Bây giờ ướp thịt bò cùng với 1 thìa dầu ăn, tỏi và 1 thìa cà phê tiêu, 1 thìa cà phê hạt nêm cho thấm vị. Một mẹo nhỏ đó là khi ướp các loại thịt để ăn lẩu hay nướng, các bạn nên thêm vào đó là dầu ăn, sẽ giúp cho thịt được mềm và khi ăn không bị khô. Dầu ăn giúp cho gia vị dễ thấm vào phần nguyên liệu hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị nồi nước lẩu nhé. Các bạn sẽ cho dầu ăn vào nồi. Khi dầu nóng thì cho hành vào và phi thơm. Khi các bạn thấy hành chuyển sang màu vàng và thơm rồi thì cho cà chua vào xào. Xào được 1 phút thì cho ớt chuông vào để xào tiếp nhé. Sau đó cho toàn bộ gia vị và nước vào, nấu sôi lên là được. Trong quá trình nấu sẽ có bọt, các bạn hãy hớt bỏ phần bọt này đi nhé. Và đây là thành phẩm của món này. Mình chúc bạn sẽ làm thành công. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Mình chúc bạn và gia đình có thật nhiều món ăn ngon. Nếu bạn thích video này, các bạn đừng quên bấm vào nút like và nút đăng ký để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển. Bấm vào quả chuông để hiện thông báo về video mới nhất. Hẹn gặp lại bạn trong các video kế tiếp.